Chào mừng các bác và anh em đã đến với kênh Trần Hưng Audio. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục gửi đến các bác ba con vang số hàng bãi cực kỳ chất. Dòng này là dòng vang số bãi Trung Quốc, hàng SZ008. Đây là nội thất bên trong các bác nhé. Con này tích hợp vỉ trống hú liền. Và đằng sau của nó thì có 4 đường để các bác xuống đẩy. Ví dụ như là đường sup, đường center và đường R và đường L cho các bác xuống đẩy. Và hai đường vào có BGM và AUX. Và đằng sau tích hợp cho 3 đường mic 6 ly cho các bác cắm mic đằng sau. Con vang này thì em xin báo giá luôn cho các bác là 1 triệu 600 nghìn bao ship cho các bác, tặng đủ dây rắc cho các bác dùng đi hay cục đẩy nhé. Với giá thành 1 triệu 6 thì các bác có thể mua cả dòng vang này về căn chỉnh rất hay, hơn tất cả các dòng vang cơ đang bán trên thị trường các bác nhé, kể cả Gutin luôn. Thì con vang này cực kỳ dễ chỉnh các bác ạ. Đây là em đang ghép ở trên này, em còn có 3 con thôi nhé, 3 con. Thì các bác muốn chỉnh phần vang nhại thì các bác ấn vào menu, trên này nó tích hợp Input tức là đầu vào, Z-Cat tức là gọi chương trình, menu tức là vào chương trình menu của đường effect, đường mic và đường music và đường sub center và server tức là lưu chương trình. Còn hai mũi tên sang trái và sang phải là để chọn chương trình sang trái sang phải. Thì các bác nếu mà các bác muốn chỉnh phần effect thì các bác ấn vào phần menu thì màn hình nó sẽ hiển thị effect. Đấy, thì các bạn ấn vào enter để cân chỉnh cái phần effect này. Đấy. Và effect thì nó sẽ có giải equalizer của đường E cho. Đấy, E cho thì các bác chọn chương trình. Đây. Thì E F tức là cắt giải tần, Q tức là xa gần giải equalizer và B tức là tăng giải cần equalizer của số 1. Đấy. Thì ba nút này, ba cái nút đầu tiên là nút effect và nút mic và nút music. Nút effect thì tương ứng với cắt giải tần các bác nhé. Đấy, cắt giải tần này. Và nút mic thì tương ứng với xa gần giải equalizer này. Đấy. Và nút music tương ứng với nút tăng giảm giải equalizer số 1 đấy. Các bác chẳng hạn giải này nó là giải chép thì các bác muốn nghe nhiều giải chép các bác tăng chép lên này. Mà các bác nghe ít thì các bác giảm xuống. Đấy là cách căn chỉnh giải equalizer. Thì các bác muốn vào phần delay repeat của phần echo. Đấy. Thì con này nó sẽ có cắt giải tần cho chép cho đường echo nhé các bác nhé. Con này chỉnh cực kỳ chi tiết luôn. Đấy, low cut tức là cắt giải bass cho giải equalizer, cắt giải bass của đường echo. Đấy. Thì các bác hát muốn hát stereo echo hay là mono echo. Đấy, thì em thường là hát stereo echo. Đấy, bắt đầu vào phần delay tức là thời gian của echo. Các bác muốn kéo dài thì các bác tăng lên, các bác muốn ngắn lại echo các bác giảm xuống. Đây là thời gian của echo. Đấy, đây là repeat và echo. Các bác muốn đánh ở chế độ 180 độ hay là 0 độ, đây là không gian, đánh ở không gian. Bắt đầu vào equalizer của reverb thì cũng tương tự như phần echo. Đấy. Nó cũng tương tự như phần echo. Có giải equalizer và có cắt giải tần và có chế độ thời gian cho echo và chế độ lặp lại của reverb. Đấy. Và đây là chế độ các bác muốn hát echo bao nhiêu và reverb bao nhiêu. Bây giờ em đang để chế độ echo đang là 60%. Reverb chỉ còn 40% thôi. Đấy là cách chỉnh chế độ đường effect. Và các bác muốn chỉnh phần mic thì các bác ấn vào menu, các bác tìm đến phần mic. Đấy. Thì các bác muốn chỉnh mic các bác ấn vào enter thì nó sẽ ra tất cả các giải equalizer của đường mic và cắt giải tần của đường mic. Tương tự như vậy các bác muốn chỉnh phần music các bác ấn vào menu tìm đến phần music này. Thì các bác ấn vào enter thì nó sẽ ra giải equalizer và tất cả phần tinh chỉnh của phần nhạc nó nằm ở trong phần music này, như là cắt giải tần này, tăng giảm giải equalizer này,
và cách lưu chương trình thì các bác chỉ cần ấn vào in cho về màn hình chính và các bác ấn vào send vào, các bác nhả tay ra ấn trả cái nữa thì nó sẽ lưu lại chương trình rất tiện lợi và nhanh chóng. Đối với giá thành con vang này 1.600.000 thì các bác có thể ghép âm ly cục đẩy rất ok các bác nhé. Thì trên đây em đang ghép với con vang này với bộ mic không dây Bemsen hàng bãi chính hãng, giá 1.500.000 bộ mic các bác nhé. Đây là dòng mic Bemsen, em còn hơn chục bộ giá 1.500.000 cho các bác. Đấy, dòng mic còn rất đẹp mà giá cả cực kỳ hợp lý. Thì các bác nào có nhu cầu mua cả hai dòng này thì các bác hãy liên hệ với em. Mic là 1.500.000, vang là 1.600.000. Các bác có thể về ghép với cục đẩy âm ly rất ok. Và bây giờ em sẽ test thử tiếng mic cho các bác nghe nhé. Dòng này rất bắt mic. Một hai, một hai, ba bốn năm sáu bảy, một hai, một hai. Bây giờ em sẽ test một đoạn karaoke để các bác xem cả tiếng nhạc và tiếng mic cho các bác nhé. Còn gì đã quên tháng ngày vui qua rồi, còn gì đâu em thôi đừng đến đắng cay thêm đoạn buồn ta đi. Còn gì đâu em nhắn nhau chi cho thêm buồn, còn gì đâu em thôi đừng biết em thì giọng tốt lào thôi, hát thì cũng không được hay, các bác thông cảm nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video bên em, các bác hãy xem và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh để kênh Trần Hưng hoàn thiện hơn, và các bác đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị âm thanh karaoke gia đình như là mic, đẩy, vang, loa bên em nhé. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video, bye bye các bác nhé.